Bây giờ mình sẽ trình diễn tính năng chụp ảnh 7 tấm một giây trên máy Alpha A550. Đầu tiên chúng ta bật công tắc nguồn. Sau đó chọn chế độ chụp. Trong chế độ Continue at frame 2 thì chúng ta có 5 frame một giây. Và trong chế độ Super Speed Priority Continue at frame thì chúng ta sẽ có 7 frame một giây. Và bây giờ xin mời các bạn thưởng thức.